7. Thân không còn cảm giác đồng như cây cỏ Kinh văn Hiệu dĩ thử tâm, viên nhập hư dung, tứ chi hốt nhiên, đồng ư thảo mộc, hỏa thiêu đao trước, tằng vô sở giác, hiệu tắc hỏa quang, bất năng thiêu diệt, túng cát kỳ nhục, do như tước mộc, thử danh trần tịnh, bài tứ đại tính nhất hướng nhập thuần tạm đắc như thị phi vi thánh chứng bất tác thánh tâm danh thiện cảnh giới nhược tác thánh giải tức thọ quần tà việt dịch lại đem tâm ấy hoàn toàn nhập vào tánh hư dung tứ chi bỗng nhiên đồng như cây cỏ lửa thiêu dao cắt cũng không hay biết lửa đốt không cháy thân dù bị lóc thịt cũng như trẻ cây, đó gọi là chân cảnh và tính tứ đại đều sạch hết, chỉ một hướng thuần chân, tạm được như thế không phải là chứng thánh, nếu không nghĩ mình chứng thánh là cảnh giới tốt, nếu nghĩ mình chứng thánh liền rơi vào tà kiến. Giảng lại đem tâm ấy hoàn toàn nhập vào tánh hư dung. Lại nữa, khi tâm ấy hoàn toàn thể nhập vào tánh hư dung, tròn khắp, đầy đủ mà lại hư dung, tâm đó có rồi lại không đó quý vị có thể nói tâm đó không có nhưng tôi biết là có tứ chi bỗng nhiên đồng như cỏ cây lửa thiêu dao cắt cũng không hay biết nếu ông lấy dao cắt hay lấy lửa đốt tay chân mình sẽ không có một chút cảm giác nóng hay khó chịu nào cả lửa đốt không cháy thân khi ông có đốt thân thân vẫn không thấy nóng dù bị lóc thịt cũng giống như trẻ cây nếu ông lóc thịt ra khỏi tay chân thì cũng chỉ như bóc vỏ cây chẳng thấy đau đớn hay kinh động gì cả cảnh giới này gọi là trần cảnh và tính tứ đại đều sạch hết chỉ một hướng thuần chân tướng tiền trần cùng nhau gom lại và tánh đất nước gió lửa hợp lại thành một thể tạm được như thế không phải là chứng thánh tuy vậy đó chỉ là cảnh giới tạm thời một kinh nghiệm ngẫu nhiên không phải là cảnh giới vĩnh viễn không phải là chứng thánh đừng nghĩ rằng ông đã chứng được quả vị thánh nếu không nghĩ mình chứng thánh gọi là cảnh giới tốt nếu nghĩ là mình chứng thánh trở nên tự mãn đại ngã mạng khởi tâm kiêu ngạo liền rơi vào tà kiến sẽ bị tấn công và bao vây bởi bè lũ ác kiến